Xin kính chào quý vị và các bạn. Đêm nay cho đến ngày 3 tháng 9, vùng hội tụ gió trên cao còn hoạt động, nên ở miền Bắc vẫn có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tập trung chính là tại khu vực vùng núi, có nơi mưa lượng khá, khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất vẫn còn tiềm ẩn. Từ ngày 4 tháng 9 thì mưa sẽ giảm hẳn về diện và lượng, đề phòng mưa dông bất chợt về chiều tối gây ảnh hưởng đến các hoạt động lưu thông. Nên nhiệt độ trong 2 ngày tới cao nhất vào trưa chiều dao động trong khoảng là từ 31 đến 34 độ. Từ ngày 4 tháng 9, nhiệt độ sẽ tăng nhẹ, cục bộ có nơi trên 35 độ. Tại Trung Bộ, trong 3 ngày tới, do chịu ảnh hưởng của giải mây dông gây mưa có trục vắt qua khu vực phía Nam Trung Bộ, nên các tỉnh từ Quảng Trị trở vào xuống tới Bình Thuận sẽ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mượn lưa khá, thời gian mưa tập trung nhiều về chiều và tối. Ban ngày thì trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ dao động là từ 32 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Khu vực phía Bắc của Trung Bộ, mưa dông chỉ xảy ra cục bộ về chiều tối, ban ngày thì cũng không quá nắng. Thời tiết nhìn chung là vẫn tương đối ủng hộ cho các hoạt động ngoài trời và du lịch vào dịp nghỉ lễ. Lùi xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nằm ở rìa phía Nam của giải mây dông gây mưa, nên đới gió Tây Nam cũng hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Bởi vậy mà cả hai khu vực này trong những ngày tới thì sẽ tiếp tục có mưa, mưa vừa. Cục bộ có mưa to, có thể gây ngập úng cục bộ khu vực trũng thấp hay sạt lở đất đá khu vực ven sông và suối. Ngoài ra trong cơn dông thì người dân cần phải hết sức lưu ý đề phòng dông lốc, sấm sét và gió giật mạnh gây nguy hiểm khi lưu thông. Trên biển, dự báo trong 3 ngày tới thời tiết trên vùng biển khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng biển phía đông nam quần đảo Hoàng Sa sẽ có mưa rào và dông rải rác, gió ở mức cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và biển động, sóng biển cao trên 2 mét. Bản tin thời tiết cuối ngày cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị. Thank you.